Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá hơi sáng ngày thứ ba, ngày 23 tháng 6 năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, theo quy luật cung cầu của thị trường, nguồn cung thiếu chắc chắn sẽ đẩy giá lên cao. Cộng thêm sự tham gia của nhiều chủ thể trong chuỗi cung ứng đã khiến giá heo hơi khó kiểm soát. Vài ngày trở lại đây, giá hơi đang tăng trở lại ở nhiều địa phương và theo ghi nhận trong buổi sáng ngày hôm nay, sáng ngày 23 tháng 6, giá hơi tại khu vực miền Nam và nhiều tỉnh khác đang duy trì mức giá cao. Và đặc biệt theo ghi nhận tại tỉnh Bến Tre, giá hơi đang phổ biến 87.000 đồng trên kg, Bà Rịa Vũng Tàu dao động 84 cho đến 85.000 đồng trên kg, hay tỉnh Đồng Nai cũng đang phổ biến mức giá 85.000 đồng. Trong khi đó, đối với thị trường miền Bắc, trong ngày hôm nay, giá hơi đang tăng trở lại ở nhiều địa phương và nhiều tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Hồng báo giá lên đến 93.000 đồng trên 1 kg trong buổi sáng ngày hôm nay. Và theo ông Huỳnh Văn Bản, chủ trang trại ở thành phố Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, mặc dù giá hơi đang ở mức cao nhưng giá thành chăn nuôi cũng tăng theo, nhất là giống và cám. Theo ông Bản, đầu năm 2019, giá heo giống loại từ 7 cho đến 8 kg trên một con, giá chỉ dao động từ 1 đến 1,2 triệu đồng trên một con. Nhưng hiện nay giá đã tăng lên 3,4 cho đến 3,5 triệu đồng trên một con. Như vậy, so với khi chưa xảy ra dịch tả lợn châu Phi, giá heo giống đã tăng gấp 3 lần, đã vậy còn rất khan hiếm nguồn cung. Nhiều người có tiền cũng không mua được con giống ưng ý. Và mới đây trả lời báo Tuổi Trẻ, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng thừa nhận nguồn cung heo trên thị trường rất khan hiếm. Mặt khác, thị trường mà chúng ta đang nhắm đến để nhập khẩu heo cũng đang được đẩy giá lên cao để kiếm lời. Và theo ghi nhận trong buổi sáng ngày hôm nay, sáng ngày thứ ba, giá heo hơi đang ở mức cao, đặc biệt là đối với thị trường miền Bắc. Cụ thể như Hà Nội đang phổ biến mức giá 90 cho đến 92.000 đồng trên 1 kg. Và theo ghi nhận ở một số huyện ngoại thành của thành phố Hà Nội như Phúc Thọ, Ba Vì, Đan Phượng của thành phố Hà Nội đang dao động mức giá 90 cho đến 92.000 đồng. Hưng Yên dao động mức giá 90 cho đến 91.000 đồng 1 kg. Một số địa phương như Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình cũng đều có mức giá trên 90.000 đồng 1 kg. Và đối với dòng heo siêu loại 1 đang bán với mức giá phổ biến 91.000 đồng trên kg. Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay đang dao động mức giá 88 cho đến 90.000 đồng. Hải Dương dao động mức giá 87 cho đến 89.000 đồng trên kg. Trong khi đó Hải Phòng phổ biến mức giá 88.000 đồng trên 1 kg. Trong ngày hôm nay Hà Nam có xu hướng tăng, nhiều hộ chăn nuôi báo giá lên đến 92.000 đồng trên kg, mức giá cao nhất kể từ tuần vừa qua. Ngoài các tỉnh ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, thì ở khu vực Thái Nguyên, giá hơi trong ngày hôm nay cũng tăng trở lại và đã đạt 90.000 đồng trên 1 kg, và nhiều hộ chăn nuôi báo giá dòng heo siêu loại 1 ở huyện Đồng Hỷ, Phổ Yên của tỉnh Thái Nguyên đang có mức giá dao động 90.000 đồng 1 kg. Phú Thọ dao động mức giá 87 cho đến 90.000 đồng 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá huyện Tân Sơn của tỉnh Phú Thọ trong buổi sáng ngày hôm nay đang dao động mức giá 88.000 đồng trên kg, hay Thanh Sơn có mức giá cao hơn 89.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó ở huyện Cẩm Khê của tỉnh Phú Thọ dao động mức giá 88 cho đến 89.000 đồng 1 kg. Bắc Cạn dao động mức giá 87.000 đồng trên kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Chợ Đồn, Ba Bể của tỉnh Bắc Cạn đang phổ biến mức giá như vậy. Và theo ghi nhận ở tỉnh Tuyên Quang trong ngày hôm nay tăng 2 giá so với ngày hôm qua lên mức 90.000 đồng 1 kg. Thậm chí nhiều hộ chăn nuôi báo giá dòng heo siêu ở huyện Yên Sơn của tỉnh Tuyên Quang lên đến 91.000 đồng 1 kg, đang tăng rất là mạnh ở địa phương này. Quảng Ninh, Lạng Sơn cũng có mức giá cao, nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở tỉnh Quảng Ninh dao động 88 cho đến 90.000 đồng, trong khi đó Lạng Sơn có mức giá 88 cho đến 90.000 đồng 1 kg. Yên Bái dao động mức giá 87 cho đến 88.000 đồng, trong khi đó Lào Cai có mức giá rất là cao, dao động mức giá 91 cho đến 93.000 đồng trên 1 kg, mức giá cao kỷ lục ở thị trường miền Bắc hiện nay, đạt 93.000 đồng đối với dòng heo đẹp. Cao Bằng, Hà Giang dao động mức giá 85 cho đến 87.000 đồng. Bắc Giang cũng dao động mức giá 90 cho đến 92.000 đồng trên kg trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn đối với các tỉnh ở khu Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Hòa Bình, giá heo hơi trong ngày hôm nay cũng đã cận mốc 90.000 đồng 1 kg và phổ biến mức giá 88.000 đồng. Cụ thể như nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở tỉnh Sơn La như huyện Sông Mã, Yên Châu, Thuận Châu, Mai Sơn của tỉnh Sơn La đang phổ biến mức giá 88 cho đến 89.000 đồng trên kg. Điện Biên dao động mức giá 86 đến 88.000 đồng trên kg.
hay Hòa Bình dao động mức giá phổ biến 87.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng có xu hướng tăng, đặc biệt là đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên. Cụ thể như trong buổi sáng ngày hôm nay, theo ghi nhận ở tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng đều có xu hướng tăng một giá so với ngày hôm qua. Lâm Đồng đang dao động mức giá 85 cho đến 86.000 đồng trên kg, trong khi đó Đắk Lắk trong ngày hôm nay cũng nhảy vọt lên mức 85.000 đồng trên kg. Các địa phương khác ở khu vực Tây Nguyên có mức giá thấp hơn, dao động 82 cho đến 84.000 đồng như Gia Lai, Kon Tum và tỉnh Đắk Nông. Còn đối với khu vực miền Trung, trong ngày hôm nay một số địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đều trên 85.000 đồng 1 kg, và nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Yên Định của tỉnh Thanh Hóa lên đến 88.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, một số huyện lại có mức giá thấp hơn như huyện Triệu Sơn chỉ dao động mức giá 85.000 đồng trên kg. Hay một số huyện ở khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa đối với dòng heo trắng dao động mức giá 83 cho đến 85.000 đồng như Quan Sơn, Quan Hóa hay là Mường Lát. Còn đối với heo dân, lợn đen ở khu vực này có mức giá rất cao, đang dao động 95.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An phổ biến mức giá 86.000 đồng trên kg, Hà Tĩnh dao động mức giá 85.000 đồng. Trong khi đó, một số địa phương như Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đang phổ biến mức giá 82 cho đến 83.000 đồng trên 1 kg. Và theo ghi nhận, ở huyện A Lưới của tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện miền núi này đang dao động mức giá 83.000 đồng trên kg. Huyện Triệu Phong của tỉnh Quảng Trị dao động mức giá 82.000 đồng trên kg, mức giá khá là thấp ở thị trường miền Trung hiện nay. Và thị trường miền Trung hiện nay đang là khu vực mà có mức giá thấp nhất cả nước. Còn đối với tỉnh ở khu vực Nam Trung Bộ, những địa bàn mà có mức giá cao như Phú Yên, Khánh Hòa và Quảng Nam, các địa bàn này đang dao động mức giá 85 cho đến 86.000 đồng. Các tỉnh khác như Quảng Ngãi hay Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận chỉ dao động mức giá 82 cho đến 83.000 đồng trên kg. Và thậm chí ở tỉnh Bình Định, nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở khu vực Tây Sơn chỉ dao động mức giá 80.000 đồng 1 kg đối với dòng heo đẹp. Còn dòng heo áp siêu ở tỉnh Bình Định còn có mức giá thấp hơn, nhiều hộ chăn nuôi chỉ báo giá 75 cho đến 76.000 đồng 1 kg, mức giá thấp kỷ lục hiện nay. Đối với thị trường miền Nam, trong buổi sáng ngày hôm nay, theo ghi nhận, các tỉnh ở khu vực Đông Nam Bộ đang phổ biến mức giá 85.000 đồng trên kg như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương và Tây Ninh. Trong khi đó, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu dao động 84 cho đến 85.000 đồng 1 kg. Còn mặt bằng chung ở khu vực miền Tây, giá heo hơi hiện nay đang phổ biến mức giá 85 cho đến 88.000 đồng. Một số địa phương có mức giá cao như Sóc Trăng, Trà Vinh dao động 87 đến 88.000 đồng trên kg. Hay Hậu Giang, Cần Thơ cũng phổ biến mức giá 88.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre có mức giá 86 cho đến 87.000 đồng. Các địa phương khác như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An, Bạc Liêu, Tiền Giang, An Giang hay là Kiên Giang cũng đang phổ biến mức giá 85 cho đến 86.000 đồng trên 1 kg. Tuy thị trường miền Nam đã dừng đà giảm, tuy nhiên nhiều tỉnh ở khu vực này vẫn chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi trở lại. Và chắc chắn trong thời gian tới, khi nguồn cung khan hiếm và heo Thái Lan vẫn chưa nhập khẩu chính ngạch về đối với Việt Nam để giết mổ, thì chắc chắn giá hơi ở thị trường miền Nam sẽ có xu hướng phục hồi trong thời gian tới. Và theo ghi nhận, hiện tại một số doanh nghiệp chăn nuôi lớn ở trong nước như CP Việt Nam hay Dabaco Việt Nam đang bán giá heo hơi theo sự chỉ đạo của chính phủ với mức giá 81.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, thị trường tự do hiện nay đang trung bình mức giá 86 cho đến 87.000 đồng trên 1 kg, tùy thuộc vào từng địa phương. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp nhập khẩu heo hơi về Việt Nam, trong các văn bản cho phép nhập khẩu heo hơi không cho thấy vấn đề đề cập đến bán giá bao nhiêu theo chỉ đạo của chính phủ. Nhưng hiện nay, các doanh nghiệp này đang được miễn thuế và giảm thuế nhập khẩu. Giải pháp nhập khẩu heo hơi từ nước ngoài nhằm góp phần kéo giá heo hơi ở trong nước giảm xuống đang có ý kiến trái chiều. Không ít người băn khoăn về mức độ rủi ro do ảnh hưởng của ngành công nghiệp chăn nuôi ở trong nước. Theo giới chăn nuôi, trong điều kiện thiếu hụt nguồn cung như hiện nay, việc nhập khẩu heo hơi sẽ tạo thêm nguồn cung góp phần giảm áp lực trên thị trường. Tuy nhiên, heo hơi nhập khẩu mang nhiều rủi ro lớn về sự lây lan dịch bệnh nếu không giám sát chặt chẽ và cách ly khoảng 30 ngày. Và hiện nay giá lợn đang rất cao là nguyên nhân thúc đẩy nhiều hộ chăn nuôi ồ ạt tái đàn, trong khi nguy cơ dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên diện rộng là rất cao. Và tính đến tháng 5 năm 2020, dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát ở 150 xã, phường, thị trấn của 20 tỉnh, thành phố trên cả nước với số lượng buộc phải tiêu hủy đến 4.000 con.
Cùng với đó, việc giá lợn hơi trên thị trường liên tục tăng trong những tháng qua ngày càng thúc đẩy người chăn nuôi đang tìm mọi cách để nhanh chóng tái đàn. Trong khi công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi như tiêu độc, vệ sinh chuồng trại sau dịch bệnh có nguy cơ tiềm ẩn, chất lượng con giống cũng chưa được đảm bảo. Đây là điều kiện hợp lý tưởng để dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát trở lại nếu không được kiểm soát, phát hiện kịp thời. Mặc dù trước đó, từ năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã quyết liệt chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp, người chăn nuôi thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi mới được khống chế tạm thời trên phạm vi cả nước như hiện nay. Đó là thông tin về giá hơi trong buổi sáng ngày hôm nay, sáng ngày thứ ba, ngày 23 tháng 6 năm 2020. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.